Xin kính chào quý vị và các bạn. 24 giờ qua, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên thời tiết các địa phương trên địa bàn tỉnh ta trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày âm u, gió đông bắc cấp 2, trời rét hại. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại các trạm khí tượng đo được là từ 11 đến 12 độ, tương đương so với trưa ngày hôm qua. Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh có cường độ suy yếu, thời tiết khu vực nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày âm u, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 12 độ và cao nhất trong ngày chỉ từ 15 đến 16 độ. Ngày 29 tháng 1 trời rét đậm. Cụ thể từng khu vực như sau. Khu vực phía đông bắc tỉnh gồm thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Nam Sách và Thanh Hà. Trời nhiều mây đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày âm u, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét hại. Ngày 29 tháng 1 trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ, độ ẩm từ 70 đến 79%. Khu vực phía Tây Nam tỉnh gồm các huyện Cẩm Giang, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ và Ninh Giang. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, rải rác, ngày âm u, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét hại, ngày mai trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 15 độ, độ ẩm từ 72 đến 78%. Khu vực thành phố Hải Dương, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, rải rác, ngày âm u, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ, ẩm từ 75 đến 80%. Thông tin về Thủy Văn, 24 giờ qua mực nước các sông xuống và giao động theo ảnh hưởng của Thủy Triều. Mực nước lúc 7 giờ ngày hôm nay trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,81 m Ngày mai, mực nước các sông tiếp tục xuống và giao động theo ảnh hưởng của Thủy Triều. Sông Thái Bình tại Phả Lại, đỉnh chiều lúc 12 giờ ở mức 1m đến 1m05. Còn sông Hồ tại Bãi Nha đỉnh chiều lúc 9 giờ 30 phút ở mức 0,90 m đến 0,95 m Và cuối cùng sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình.